tính năng combine stress này á, thì nó là có một ưu điểm, đó là nó có thể thực hiện được với một tình huống là body tách rời nhau, nó không cần đấm xuyên với nhau, nó cũng không cần phải tiếp xúc bề mặt gì hết, nó vẫn có thực hiện được. Và bạn lưu ý rằng là trong tình huống này á, các bạn phải phân biệt là cái body nào là body main, body chính cần giữ lại á, body nào cần giữ lại là body main, và cái body nào mà body sub, có nghĩa body bị bỏ đi, bị loại bỏ đi, bỏ trừ đi, thì nó sẽ trừ đi hai phần, một là body phụ này cộng với những cái phần thể tích bị giao thoa của body chính, thì kết quả thấy rằng là những vị trí mà đang có sự giao thoa thể tích nó sẽ trừ đi và nó chỉ giữ lại body main thôi. Và chúng ta sẽ cùng đi qua một tình huống để chúng ta sẽ thực hành trong tình huống này. Và tình huống này bạn sẽ thấy rằng là khi bạn mở file lên, các bạn sẽ nhìn thấy ở bên cái phần solid body này, các bạn đang có rất nhiều body, có tổng cộng 13 body. Trong đó cái body base này là cái body chúng ta cần tạo hình, là cái body màu nâu này cần tạo hình. Và trong đó là có rất nhiều cái body phụ để chúng ta cần để hỗ trợ tạo hình. Vậy thì trong tình huống này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình sẽ không cần phải ngồi vẽ hay là mình ngồi làm tham chiếu những khối này nữa để vẽ lại nữa, mà các bạn có thể sử dụng tính năng combine và trong tính năng subtract này. Thì các bạn thấy rằng ở trong này, trong phần này bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ có là main body là gì? Là cái body chính chúng ta đấy, body cần giữ lại. Các bạn nhớ chọn option là subtract nhé. Và chúng ta sẽ chọn là main body và bạn chọn là body main. Còn body to subtract này á, thì các bạn hãy nhớ rằng chúng ta sẽ lựa chọn gì? Các cái body mà bạn cần xóa đi. Và trong tiếng này bạn thấy rằng là các body phụ này, nó đang đấm xuyên qua body chính. Thì các bạn phải lựa chọn các tình huống này. Đó, các tình huống này mình chọn hết. Mình chọn hết những body này. Thì các bạn lựa chọn những body nào trong body subtract này thì nó sẽ loại bỏ đi. Và đồng thời nó sẽ loại bỏ đi những cái vị trí mà các cái body, các cái thể tích mà nó giao thoa này, nó sẽ loại bỏ đi. Và bạn có thể chọn là show preview để bạn xem trước. Ví dụ bạn có giữ lại một vài body, như bạn đây bạn sẽ giữ lại một vài body đi, mình không chọn body này để không subtract. Thì kết quả bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ thấy rằng là chỉ những cái body nào mình chọn subtract thì nó mới trừ đi thôi, còn những body nào mình không chọn nó sẽ giữ lại. Đó, và trong tình huống này chúng ta sẽ chọn hết nhé, chọn hết. Đó, và các bạn thấy rằng kết quả cuối cùng của bạn sẽ có cái base, và cái base này được tạo hình dựa trên những body cũ. Đó là một điểm cộng rất lớn và bạn có thể ứng dụng nó cho nhiều tình huống tiếp theo. Và các tình huống bài tiếp theo này các bạn sẽ được sử dụng nó. Và bạn có thể thực hành tình huống này thông qua những cái training file được link kèm ở trong cái bài học này. Đó là tình huống combine subtract.